chúng ta tiếp tục bài 2. Vấn đề chủ đề hôm nay nó là OLAP và Data Warehouse. Cái này thì nghe nhiều, thì OLAP cái gì, Data Warehouse là cái gì, nghe sâu và nói thẳng nhau nhau dễ hơn nhé. Sẽ ở kia. Vấn đề đó là tại sao bây giờ chúng ta OLAP Data Warehouse như vậy? Thì vấn đề là đúng là cái này là cục điểm tí, cái này là chúng ta làm là hai mươi người đồng nó mạnh đến tạo ra cái học. Cho hiểu thì là lịch sử của dữ liệu lớn và những yêu cầu phân tích dữ liệu lớn được như thông minh và phát triển như thế nào trong từ trước đến nay, và những kiến trúc nào, những kiệt cài đặt nào được phát triển, và liệu chúng còn được sử dụng trong những các cuộc liên quan trực tuyến hay không, và ta cần hiểu những cái hạn chế của chúng và yếu tố nào đã thay đổi năm 90 bây giờ. Và lưu ý thêm tí nữa là NoSQL không phải chỉ là SQL, cái này hơi dài dòng một tí. Và NoSQL ấy, thực ra nó vẫn là SQL, nhưng mà nhận SQL nó không chút gì khác, không bảng cả, nó là bảng đấy nhưng bảng khác. Rồi Ivor Impala thì cái này là của Adobe ấy, cung cấp các phương thức để làm việc với OLAP ở việc BI dành hiệu lớn trên Adobe. Để mình cũng kiểm nghĩ học cơ sơ chứ nó quá sâu rồi, nên đấy cũng được. Chú ý này, OLAP là cái mô hình dữ liệu đa quan hệ chứa cả toán tử, chứa cả SQL. Còn Data Warehouse ta hiểu ở đây là kiến trúc, là tối ưu là giải quyết vấn đề. Và tiếp theo là Joy Precision, chú trình là kết hợp với nhau, các bảng biểu với nhau, rồi lưu trữ theo cuộc cục để tối ưu hóa cho OLAP. Cái ứng của cột này hình như được hiểu nhầm đó là cái thằng người biển, con người động mình cột thì đó là thằng cung bang. Ta quay lại chút về cái cơ sở dữ liệu quan hệ từ năm 90. Đa phần chúng ta được học ở đây, mình học các bạn học cái vực tức này, như MySQL hay là Oracle hay là SQL Server. Thì cái cơ bản của nó ấy, ngày xưa nếu mà mình học cái này sớm thôi là học đơn giản quá, là không hiểu cơ bản. Chú ý này, lúc mình thầy giảng em rất là sốc, không ngờ là bây giờ mới hiểu cái này. Về cơ bản, ta có tập D1N là trên quan hệ R, tập con của D1 nên với đến cả DN. Tóm lại thì một cái quan hệ là một tập của N bộ A1 thì AN ở đó các AI BI không tập nhé. Nó một tập như thế này thì quan hệ R là một tập con của cái tập to này. Ví dụ như là tên người dùng James John Smith Coralie, phố người khách hàng ở là Menot Park, thành phố của họ ở thì hai sơ dọn ta có tập có quan hệ mà John ở phố Men thành phố Harrison, Smith ở phố North thành phố Reese, Curry ở phố North thành phố Reese cho cùng phố khác tên người dùng hay. Còn Lise ở phố Park thành phố Bishop. Đây là một quan hệ bao gồm có là ba hình phần attribute, gồm một tên người, tên phố và tên thành phố. Nó có một cái relation schema, tức là cái khung, cái mẫu quan hệ nó có A1, A2N là các đặc tính, thì R hay chứa thuộc tính đó gọi là relation schema. Và R nhỏ ở ngoài, R ở trong gọi là một quan hệ ở trên cái hồ sơ quan hệ, quan hệ R, ví dụ như customer, như customer schema. Cái quan trọng này, ví dụ thằng này, thằng
chính là một cái customer trong cái khung mẫu này, cái mẫu này, cái này gọi là một mẫu này. Còn thằng này có gì cụ thể gọi là quan hệ trên mẫu đó. Rồi tiếp theo nó có một cái là cái mẫu quan hệ, cái giá trị hiện tại và relation instant của mối quan hệ thì được đặc tả bởi bảng. Một thành phần T của R là một bộ đại diện cho một dòng ở trong bảng. Đây có một dòng ở tút bộ hoặc một record, gọi là record. Cái này mình nghĩ nữa, cái này là cột này. Cái cột này gọi là cục tính. Mỗi bảng, mỗi quan hệ sẽ có nhiều tính. Và trong cả một cái relation schema này nó có nhiều hàng. Mỗi hàng gọi là tút là bộ hoặc là big record. Là gì? Thì nó có hệ cao hơn ở database. Thì database gì? Database là tập hợp của rất nhiều quan hệ. Thông tin về lựa thông tin về một công ty thì được tách thành nhiều phần. Với các quan hệ, mỗi quan hệ lưu trữ một phần thông tin đó, như là tài khoản này, thông tin về tài khoản, depositor thông tin về những khách hàng mà có tài khoản, customer thông tin về khách hàng chung. Khách hàng không phải họ không gửi tiền, họ chỉ đến giao dịch thôi. Thông tin khách hàng là lưu hết cả thông tin đó trong một quan hệ đơn, như là ngân hàng, có thể ngân hàng này một quan hệ đơn của ngân hàng, ví dụ đặc trưng là cái tài khoản, số lượng tiền vân, thì kết thời gian thu được một cái tiền là rất nhiều. Ví dụ hai khách hàng chung một tài khoản hả, nó hai bank này tài khoản đó, bây giờ mà chung tài khoản nhưng số tiền khác nhau, và người cần hỏi có nhiều vấn đề như thì khách hàng có thể là cũng hơi hỏi là bằng ta phải có chuẩn mẫu này, chi nhánh này, tên chi nhánh này, tên hình chi nhánh rồi số tiền thì có này, khách hàng này, tài khoản này, khoản vay này, người tiền, người vay tiền, cái này mới chuẩn thôi. Các bạn biết là nó có chuẩn điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm BMCNF, coi cốt này. Vậy, ta có tiếp theo này, ta có đại số quan hệ. Tại sao vậy? Tôi có phần chính của nó gồm có phép chiếu này. Chiếu chắc là điều kiện nó lấy ra select sao from student cả. Where student has greater than 20. Thì tất cả các sinh viên ở đó, các sinh viên có tuổi lớn hơn 20 ạ. Lớn 20 nó phép chiếu. Không phép chiếu đâu. Còn phép selection thì là gì, nó chọn lấy một bảng sinh viên, lấy tên và lấy ngày sinh chẳng hạn, thì là select name này, rồi date of birth from student thì là select. Còn các cái sinh viên tích thì khác, cái này ấy, thì là nâng chéo vừa bảng sinh viên có 5 người, bảng khóa học, bảng bảng đăng ký thì bảng khóa học có 4 môn, nếu tính tiền khác thì là 5 x 4 = 22, nhân hai bảng với nhau thì 5 hàng 4 hàng 20 hàng kết hợp với nhau tính tiền khác. Tiếp theo là tập cái ưu nhiên, tức là lấy tất cả các chỉ số với nhau, hoặc lấy những ví dụ thằng này bằng A trường B kiểu toán đại số ấy. A trường B thì bỏ thằng A sẽ còn lại thằng nào của B, gửi tên. Đó là những cái thuật toán chính. Còn có phép toán khác như phép nhập join, nhập hai bảng với nhau cái điều kiện đó, mình nhóm theo phép toán đó. Tiếp theo gì là SQL này, behind tức là ngày nó của thằng IBM chưa mới được. Rồi ingrid oracle đó, nhập SQL server. Còn tira data này của Google, một chủng gì là build tree, transaction quản lý các giao dịch và thuật toán ghép bảng với nhau. Đấy quan trọng để xem người ta có kết ta lớn đến đâu. Nhiều khi Oracle nó sẽ ghép bảng tốt hơn thằng SQL server trên dữ liệu lớn.
mới thử rồi, làm việc rất nhiều. Bây giờ ta nói thêm một chút về trước năm 90, kiểu OLAP ta phải học này. Thì là cất cái xe này. Lúc này sẽ liên quan đến là cái battery clock, cái khả năng mà sử dụng cơ thể rồi. Thì có OLTP, cái Online Transaction Processing, cái xử lý giao dịch trực tiếp. Thường thì liên quan đến các ứng dụng của thông điện tử, ngân hàng, rồi đặt chỗ máy bay. À, chúng nó sẽ sử dụng là các cái vấn đề sử dụng người ta, đưa ra người dùng. Thân thực, sử dụng sẽ thấp, rồi có tốc độ của đa luồng cao. Tác vụ của nó tương đương hơi nhỏ. Và cái mẫu truy cập dữ liệu thì là đọc nhiên, cập nhật thì phải. Và nói chung là cái OLTP này thì quan triệu nhỏ mà tốc độ cao. Còn cái OLAP là OLAP, Online Analytical xử lý phân tích trực tiếp, thì thường chúng ta áp dụng cho những bài toán liên quan đến thông minh hay là khai phá dữ liệu. Và cái này có xu hướng là xử lý phía đằng sau thôi, hệ thống, và xử lý theo những gói, nó không cần phải thời nó. Tác vụ của nó là mang tính những xử lý những chuyện phức tạp. Phương án khác là gì vui? Rõ ràng hay đó. Và cái mẫu truyền triệu nó, nó là duyệt toàn bộ bảng, sử dụng nhiều dữ liệu liên quan đến mỗi chuyện vấn. Cái này ấy, thì bên hồn làm bên cơ quan có làm vụ như thế. Đầu tiên là xử lý trên thằng Cassandra không kịp, triệu hóa phải rút dữ liệu ra, tiền xử lý dữ liệu từ Analytics xử lý dữ liệu đẩy bớt ra Oracle, Oracle sau đó mới đưa ông nghiệp vụ để họ truy vấn trực tiếp và họ lấy ra. Nhưng nếu bây giờ họ thì họ truy vấn từ thẳng vào cơ sở dữ liệu Cassandra thì bản thân họ không biết cách truy vấn, dẫn đến là cái phân tích rất tồi, nó chậm, nó trì hệ thống cuống. Nên phải những cái chuyên gia là tách dữ liệu trước, so với đơn vị nghiệp vụ thường thường họ sẽ lấy ra sau để tách ra cho khỏi lẫn đi mà, tách ra tách ra kiểu vậy. Thì cái vị cái chuyện đó rất là của vị cái môn kia họ là OLTP, sử dụng ngay lấy ngay để trả lời được khách hàng, trả lời cho người thuế. Còn những người lực lượng bên mình làm, mình viên cơ quan chính làm thì làm cái OLTP, ý tưởng như vậy. Thì thằng OLTP này cũng thuộc Oracle, Adobe, Spark vậy. Còn chuyển sang khi mà cỡ cua ô nhựa rồi, thu nhỏ bỏ những cái phần nó chưa được hết lắm thì chuyển sang dùng Oracle để chạy cho thằng OLTP này. Bây giờ ta nói đến OLTP. Ở đây phần lớn các hoạt động của chúng ta vậy dùng liên quan đến OLTP. Online Transaction có thể xử lý dữ liệu tức thời. Chúng ta sẽ xử lý những cái truy vấn thường xuyên, đơn giản, ngắn và những cái thay đổi nhỏ nhỏ, nguyên lắm. Ví dụ như trả lời câu hỏi truy vấn từ giao dịch web chẳng hạn, rồi bán hàng, đăng ký bán hàng, bán ký bán vé hạn, nó đơn giản. Còn OLTP thì dĩ nhiên là nó quan trọng và nó ít truy vấn nhưng đặc, và mỗi chữ thuế nó sẽ hàng tiếng không xong. Và truy vấn thì không phụ thuộc vào, thường phụ thuộc vào người công việc triệu, nó là lấy ra thôi. Chứ ý hợp mới công việc nó không thua, kiểu như xem là cả năm nay, cả quý này thu bao nhiêu tiền, rồi tỷ lệ sau quý trước bao nhiêu, rồi khả năng mà thất thu bao nhiêu, khả năng nó rất là lớn, đi rất nhiều. Chỉ có thêm một vài ngày thuế chẳng quá. Theo ví dụ OLAP, vừa Amazon phân tích kết quả mua bán thông qua khách hàng để xem rằng là cái hàng đó theo nhu cầu mua thì cần gì mới kích vào phát là họ nhảy ra phục vụ. Ví dụ để sử dụng ấy, ví dụ ấy, rồi phân tích lại Walmart thì sẽ tìm xem những cái mặt hàng nào sẽ có tiềm năng nhiều người mua ở khu vực cụ thể. Ví dụ của Washington thì hãng mua khác, mà ở Dakota mua khác, ở số CD mua khác, không biết xem là bên dồn hàng nào thế nào để có nhiều người mua. Và
đây tức là hỏi là nên dùng một cơ sở hai cái gì không? Thì cái vấn đề trục trặc ở đây giữa thằng khi sử dụng chung cả OATP có cái việc gì, đó là quản lý cái bộ nhớ khó này, rồi cái mẫu phước truy cập dữ liệu nó không đồng nhất này, rồi là giá trị nó cập nhật không được mới lắm. Nếu dùng chung dữ liệu, dùng dữ liệu thì không thể chung được. Thằng OLTP thì nó còn chậm, phức tạp. Còn thằng OLTP còn nhanh và đơn giản, nó không thể được. Tách dữ liệu ra thì khi mà cái đơn vị xử lý nào nó sử dụng cái trực tiếp với người dùng ấy, OLTP thì cần là có cái dành cho chuyên đơn vị nhiều. Còn cái data warehouse thì dùng cho OLTP. Vấn đề ra là nó kết nối được hai nhỉ, để lúc nào cũng hưởng lợi từ sức mạnh hàng này. Ta quan tâm đến kiến trúc của OLTP, OLTP thì ta có OLTP thì từ dữ liệu thằng OLTP này ta sẽ extract lấy ra transform biến đổi và load để đẩy vào thằng OLTP. Phân tích. Thế thì cái gọi là cái hợp của hàng này như nào? Cái cửa dữ liệu của OLTP thì sử dụng cho các dịch người dùng, nó sẽ lưu tất cả dữ liệu hoạt động và thường xuyên tiến hành gọi là ITL và ETL, tức là lấy dữ liệu ra, ví dụ dữ liệu và đẩy vào OLTP. Cái quá trình mà extract lấy ra rồi biến đổi đẩy vào ấy thì ETL này sẽ chỉ lấy giữ bản ghi từ nguồn, biến đổi nó, làm sạch dữ liệu, kiểm tra tính toán lại dữ liệu, rồi tính toán thì nó cũng thiếu gì đó, cùng mà đẩy nó vào cơ sở dữ liệu của OLTP. Cơ sở dữ liệu OLTP thì sử dụng để dùng vào data warehouse để lưu trữ dữ liệu. Ở đó chúng ta tiến hành các cái tác vụ liên quan đến khi thông minh như báo cáo này, tạo những ad hoc query rồi tạo ra những cái việc tác vụ liên quan đến khai phá dữ liệu, tìm những vị trí cũ đó luôn tin gì. Kiểu như bây giờ nhu cầu là tìm xem bằng là doanh nghiệp đó nó có phải hướng về hay không, hay là nó chuyển giá như thế nào, biết chuyển giá như bằng chứng thế nào đủ chưa. Nếu đến chuyện hiệp đó mà nó lăng nhăng, nó chửi cười mặt cho những mục rất là khó, nó làm mà nó kinh nghiệm lắm, mình phải bắt được nó. Theo sau khi ta đã xử lý xong, ta sẽ quay lại feedback để đưa lại để cải thiện cái dịch vụ OLTP. Bây giờ ta nói đến data warehouse. Cái này nó chính là phần rất quan trọng của việc gọi là tích hợp dữ liệu, integration là tích hợp nhất rồi nha. Thì chúng ta sẽ lấy nguồn đổ vào cái cơ sở dữ liệu và cố gắng cập nhật. Cái biện pháp thông dụng ấy đó là thường xuyên xây dựng, tái xây dựng cái data warehouse đi, tức là đêm ta sẽ chạy nó rảnh mà, và thường xuyên tiến hành xử lý, tiến hành phân tích, xuyên xem nó có gì mới, tiến hành thử nghiệm. Ta có cái kiến trúc warehouse của khách hàng client này. Ta thì đưa ra truy vấn tích những truy vấn warehouse chỉ lấy chuyện data, và ở đây thì ta có là các nguồn dữ liệu từ thằng OLTP sẽ đổ vào tích hợp vào đổ vào warehouse, thì đó là thì ta có một cái là star scammer, tức là cái mô hình như sao ấy. Cái star scammer này là một cái mà cách biểu diễn mô hình xử lý rất là chung, thường xuyên từ DRE sau. Nó gồm có một cái là flexible, tức là bản thực tế, bản sự thực. Ở đó có một cái rất nhiều các sự thực như là bản hàng, thì nó cứ bổ thôi. Còn thứ hai là dimension sẽ bổ ra bản chiều đi kèm, thì bản này nhỏ và thường chứ bị ổn định liên quan đến các thực thể trong cái bản flex này. Là dữ liệu đủ đây, nhưng nó có thể bị chung chung để ra thằng bảng chiều đi này. Ví dụ
đã có muốn xây dựng một cái warehouse, cái kho thông tin mà chứa tất cả việc bán bia, rồi bia bao gồm ba sản thế nào, thương hiệu như thế nào, người dùng uống bia nào, uống bia ở ai, có ngày, thời gian, rồi giá cả như thế nào. Khi cái bảng sự thực ra sẽ có như này, bán hàng có ba này, có bia này, có người uống này, có ngày, có giờ, có giá. Và tiếp theo, cái bảng không gian đi kèm với ô thông tin về ba là ba nào, địa chỉ ba như thế nào, cái này cũng rất nhiều cửa mấy cái tủ rượu vào. Còn bia thì bia nào, nhà rất là thế nào, rồi người uống là ai, địa chỉ như thế nào, phone nào để gì, uống say còn đưa tôi về đó, như thế vậy thì nó chiều như thế nào. Và cùng chúng ta quan hóa ra đây, tức là các bảng này, các ô này, ô bây giờ bán hàng hay những là cái giá trị, những cái đặc trưng theo chiều, thì chiều 3 này theo là chiều của gì đấy, theo này đấy, chiều này có tiếp theo là chiều của bia, theo vào đây chiều của drinker vào đây, là chiều của sale vào đây, có bảng ngồi và bảng này bảng. Nhưng ngoài những thông tin gọi là cái private key ra, ta có một thông tin gọi là nhìn rõ. Ta phân biệt nữa gì chỉ là cái tật, cái thuộc tính về chiều, rồi cái phụ thuộc. Thì đây, thuộc tính về chiều là các cái khóa của cái từ các cái khóa chính ấy, của những cái bảng không gian, điều không gian. Còn phụ thuộc là giá trị được xác định bởi tập của các không gian đó. Đó có ví dụ như là khách ở cái ba thứ tông này, uống bia Đức này, người uống là ông A này, rồi ở bàn số 5 này, hôm đó này ông uống là 5 chai bia Đức, 5 chai bia, ăn số này là ăn là 2 đĩa xào. Cái hàng này là những cái dependent khoản thông tin này của cổ này, nó không thay đổi đâu. Ý như vậy, hoặc là đây ông ở ba mặt khách tổ này, ở uống cái bia đi Hà Nội này, là người uống là ông C này, ở bàn số 5 này, số lượng chai là 12 2 két với cả một nồi lẩu chưa hết đó, cái này hoàn toàn là đi test được. Bây giờ ta có thêm một chút về mô hình của kho chứa và các hoạt động nhỏ. Cái mô hình của dữ liệu gì là quan hệ mô hình kiểu star hoặc là snowflake, tức là kiểu bông tuyết, tức là kiểu nó thằng mở rộng của thằng ngôi sao thôi, hoặc là theo cube theo là khối. Cái này rất là kiểu trong Oracle. Tiếp theo ta có operator, ta hoạt động của nó là gì, chia tách dữ liệu này, tạo khối dữ liệu này, grow up, tức là đi down, chia thành nhiều cái pivoting và những cái hoạt động khác. Ví dụ ở trong cái mô hình ngôi sao, ta có một cái bảng chung ở dưới bảng fact. Fact này thì có một số cái như là mention đây, product này, product có có ID này, kiểm này, thằng store có gì đây, thằng custom ID có đây, đó là ba người dưới quyết định xem là giá trị của nhà. Có thể thêm một chút thằng date nữa, có đây star scammer thì có thằng product, thằng sale này có một cái ID, một cái ID riêng là order ID, cái gì đây, thằng ngoài là các cái báo ngoại, và thằng quantity và amount này, quantity và amount thì nó là các cái giá trị chung dependent attribute. Ta có các cái lớp không gian này, chiều này, những chữ này S style này, chỉ thì mức ra đây, lớp
có là store ID này. Store này. Thì store này thì do tao giải quyết thằng là style. Thì thằng store này có là thành phố này, nó thành phố nào này, thành phố này có dân số bao nhiêu hay là tầng riêng. Ta gọi là Snowflake Stella con có station này. Tách rồi nhé, kiểu như cái bông tuyết ta bỏ đầu vào. Buồn lắm nhỉ, bông tuyết này. Snow Snowflake. Gì nhỉ? Snowflake nó có một tâm ở giữa này, như là star này. Và đâm ra, thế là star thì có là star này. Star thì nó sẽ là có một cái tâm ở giữa, nhiều cạnh ra. Và nhưng Snowflake thì nó Snowflake thì khác này. No. Đây thì nó là có một tâm. Nó ra đây một cái tâm, đây một cái tâm bên ngoài. Đây. Thằng này, tâm đó. Nó ra tâm ngoài. Tâm này, ra đây. Nó đây không? Ra đây này. Kia tâm này ra đây không? Vẽ đây, điểm chỗ ra này nó vẽ ra nữa. Thằng này là một cái tâm riêng. Khi ông này đã nói đến thằng này, đó là khi thằng store này, khi này, store này chỉ một cái nó tâm với thằng sale, thằng kho này là một cái chi nhánh nhỏ. Thì phải tách ra như nữa. Kiểu như ta mua hàng Shopee, hàng hóa chung hết Long Biên. Đây Long Biên, thằng siêu Long Biên. Long Biên ấy chở kho nhỏ, kho ở Hai Bà Trưng, kho ở Hoàn Kiếm, kho ở Hoàng Mai. Đúng ra thì những kho đó tách tiếp ra một kho khác nhỏ hơn ở khu vực. Ví dụ cái nhóm ở Hai Bà Trưng nó sẽ quản lý ở độ 6 cái kho. Kho tập trung của nó là ở Lạc Nghiệp, cho nó tách các kho ở Huy Khai, kho ở Thanh Lương, kho ở Tiền Duật à, tách cái ra thì tìm kho nhỏ. Đây chính là như là kho ở kho tổng kho của Shopee ở Hai Bà Trưng. Tách ra phát nữa thì cái tổng kho Shopee ở Mai Khai, tổng kho Shopee ở chỗ Thuấn Thành Hạ đấy là khái. Tách ra cái kia sau từ đó mới đến đây thì đến người dùng tiêu này. Sau đây thì đến người dùng, đây người dùng cùng nhận hàng Shopee. Đó là cái Snowflake Scammer. Thằng Constant ra đây. Constant Station. Constant Station. Đó, aggregate tức là tính toán gì đó. Ta hãy ví dụ cộng thêm một số lượng đó vào ngành tìm kiếm tổng số lượng từ bảng sale ở đó ngày mùng 1 các bạn ơi. Tổng ta có đây đó, đây tổng tháng 1 đó, cần group bài group lại nhóm lại group bài viết chẳng hạn. Ta sẽ group là 81.2 nhóm lại đây nhóm lại chỗ khác ta sẽ lấy số lượng theo ngày sản phẩm gọi tết này xăm này group bài 2 hẳn là ngày mà cái sản phẩm tết 1 này nó cùng ngày 1 phát phẩm tết 1 tết 2 trên thì cộng với nhau thì 62981 như vậy. Theo bên từ bên từ cái bảng gốc sang bảng này tao group nhóm lại row up, còn từ cái bảng tổng này nó quay ngược lại thành bảng gốc pin down. Nó có khái niệm là row lab và mô lab. Row lab là relation online analytics
xử lý phân tích trực tiếp ở trên quan hệ. Còn MOLAP là gì? Multidimensional Online Analytical Processing, là xử lý phân tích trực tiếp trên không gian đa chiều. Nó có Q, Q chính là một kiểu gọi là MOLAP. Nó có gì? Nó có 3 ta biến nó thành một cái Q, một cái khối đa chiều. Đây là gì? P1, ta biến thằng P1 ở thằng product này thành là hành của index của chỉ mục. Còn thằng C thì sang là của thằng P vào thành hàng. Và các điều trị thì ở 12 rồi đây. Tức là P1, C1 ra 12. P1, C2 không có gì, bỏ trống. P1, C3 bằng 50. P2, C1 bằng là C2 bằng 10. P2, C1 đúng không? Búa chị này đối chiều bằng 2. Ta thế là đến chiều 3 chiều sao? 3 chiều sao đây? Ngày nữa. Ngày 1 thì 2. Đây 1 thì 2 tách ra. Vẫn thế không? Chiều. Thế là 4 chiều nhỉ? Cũng bảo ơi. Đừng mong rồi. Ta sẽ theo tháng này. Chiều là số sản phẩm này. Vị trí, thời gian. Ta tính có đường. Khu vực này. Sản phẩm này. Tháng này ta có một cái mẫu gì tất cả đây. Màu xanh là tổng số bán hàng của nước Mỹ, Canada, Mexico, country là phần. Còn product là PCR, PC, video này, máy tính này, TV này. Ngày là khóa là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 đến tập này. Tập Q. Thế yeah, ta sẽ có là Q-Boy Correctioning. Đây. 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều. Đó. Cái tính toán trên khối. Tính toán tự động này. Hàng này thêm một ngày tách ra xong nó 7 ông cộng hai hàng, hai hai hàng với nhau đây, cộng các cột với nhau kết quả cộng lại với nhau thì đây chỉ hết mà mở rộng khối ra mở rộng đây một cái hai ngày nữa là dễ mà có gì là khách hàng khu vực và đi vào và ra khách hàng C1 trong khu vực 2 khách hàng C1 C3 trục 3 nó 1 3 trục 3 vậy C1 C3 nộp với hàng lại như này tổng thôi. Còn bài bắt tin này vui cho các bạn như này và xin lập như này ta lấy ra bảng khối nhiều chiều như này và nhận P1, P2 nó cũng cộng đơn giản thôi cộng như này. Bán tử ở trên khối này SQL đen trắng cộng ta liệu tìm kiếm mô hình 5 cộng bắt siêu từ nguồn series group by Q là nhóm kiểu group by Q ta sẽ tính cực là hợp 8 của nhóm mô hình 5 mô hình nhân màu 5 nhân màu mô hình 5 màu mô hình gì à đây là 3 cái một đó mô hình đi với 2 cái đấy. 5 đi với màu mô hình đi với màu
Đây là bộ 2. Bộ 1 nó là mô hình hồ 5. Tính toán thì phép toán là tổng này, cộng tính đếm để hãy bình. Nó phép quả having là chứ gì đó điều kiện kẹp grow up sử dụng các cái ký tự triển. Không có gì cả. Khác thời gian thì vẫn theo văn bản. Các kho dữ liệu chẳng ta gọi mentoring gửi dữ liệu từ nguồn, integrating là lấy dữ liệu và dữ liệu quá trình xử lý dữ liệu thì là xử lý các nghi vấn này, lấy chỉ mục này, managing quản lý dữ liệu như data design này, khái niệm ta có kiến trúc đa tầng nguồn dữ liệu này đổ đây ETL check and pop nó vào đốt vào cái hào này, cái hào tay chất lọc ra thành data mask. Đây ta có monitor integration và data siêu diện kiểu như là chỉ mục thông số cũng như là góc bảng ta có cột kia tên cột đó như data, từ đó ta đẩy này sang là collapse server và chia thằng này xuống và chia vào đây liên kết lại chất lọc ra đây và đẩy đáp ứng nhu cầu khai thác diện tham môi tôi nhỉ, các tầng nhỉ? Có nên là quan hệ này sau các file phẳng như là file text lên thông tin CSV mà S về SAM về đúng được phải tăng là cái dữ liệu gồm là nhập dữ liệu này. Migration tức là đồng bộ dữ liệu nhau từ đường biên thành đô la này, dropping của cái miền miền kiến thức là đấy, fusion như là mà nó gì auditing là tái xử lý tạo các luật này, quan hệ này, gain đốt dữ liệu như là gain của nó là increment rồi cái tức là liệu tăng trưởng như là mới này, cái dữ liệu là lấy thẳng luôn hay lấy thẳng luôn hay lấy theo kiểu nó gói rồi tốc độ xử lý nào xong hoặc tức là thế nào đó vậy là nó lát rồi. Ồ, có chữ máy sinh máy dữ liệu được máy dữ liệu ở trên data warehouse có xử lý là chỉ mục này tính toán này rồi là tạo cái view này. Cái metadata lưu trữ ở trong cái quả tính toán của warehouse sử dụng các nguyên cơ bản có như này Google Sheet Matrix Size đây đây là những cái chuyến thường gặp rồi đây phản hồi nhanh lưu lưu trữ này cái chi phí để cập nhật nó này có là chưa tham lam nó kiểu như tạo các cái khung dự trước ấy cần chứa có một kiểu vậy hay gọi nhỉ ra cái này nào cũng chủ nè có là biết đích đấy chỉ mục ở trên những cái cột cụ thể với mỗi trị trong các cột thì có một cái vector từ các bit và độ dài của bit này cũng có số lượng các bản ghi trong một bảng cơ sở và cái e bit được lập và đi đến cái dòng chỉ một kiên kiểu cái điệu trong các khu vực nó cần một chỉ mục bitmap thế nào công ty thì lưu các cái bảng nhân viên đối đầu vào như thế này sử dụng rằng nhân viên đó được thêm một lần trong một năm
do đó các bảng sẽ được cập nhật sẽ ít hơn và vẫn còn ổn định cả năm. Nhưng các cột sẽ thường xuyên như là số lượng nhân viên nữ trong công ty hẳn không cập nhật. Trường đó chúng ta cần cái cách tổ chức file sao cho có thể nhanh. Cái trò này, cái trò hấp dẫn năm này rất nguy hiểm vì là như là người quen một người ấy làm Shopee rồi nhưng mà lúc mà nghỉ Shopee xong là muốn quay lại làm là không được nữa, không lại rất là làm được nữa, không được làm kiểu đồng nó ngạn hạn ấy, chưa làm được kiểu đấy, cái hệ thống nó kẹt, cái thằng làm chỉ hơi kẹt này, năm sau mới đổi, đổi gì hả? Giờ là thầy rồi, cột mà người làm mới có hai đấy chỉ là biết thằng đâu có hoặc không. Thì tương tự như chúng ta ở rằng đấy công việc hoặc là người làm là chia bốn nhóm là quản lý này, phân tích, thư ký rồi người bán hàng. Những cột như vậy được có cột với cái ưu tiên thấp, kể khi cột đó có ít giá trị nhất mới thể chuyển thành viên. Biết gì biết là một giá trị rất cơ bản. Sử dụng tính toán là dùng là một hoặc không và hai chị đó có thể biểu diễn như là gì đúng hoặc sai. Biết không đâu vậy. Tóm lại là cái này là vẫn đang học đấy. OLAP là mô hình dữ liệu đa quan hệ có phép toán SQL, còn thằng data warehouse kiến trúc tối ưu của nó đều quan trọng.